Không ai có thể sánh được với ông. Có thể nói rằng ông là một cầu thủ hoàn hảo. Ông không bao giờ muốn trở thành kẻ chiến bại. Điều quan trọng nhất là ông có một tầm nhìn không tưởng. Số 6 Zugspitstrasse, Gießen, Munich là ngôi nhà thơ ấu của Franz Beckenbauer. Ông là đứa trẻ thứ hai trong gia đình và ông được sinh ra sau Thế chiến thứ hai. Nhưng có thể thấy rằng Beckenbauer là một đứa trẻ hạnh phúc. Tôi sinh ra vào năm 1945. Thế chiến kết thúc vào tháng 5, còn tôi sinh ra vào tháng 9. Đất nước còn nhiều thiếu thốn và cần tái thiết lại, nhưng đó là những điều sẽ đến. Bởi lẽ, chúng tôi có một xã hội tốt, dù không ai có gì. Niềm vui của bóng đá đến với ông khi ông mới 8 tuổi. Trong trận chung kết World Cup năm 1954, đất nước còn thiếu thốn và bị cấm vận. Bạn không thể bắt gặp một người đi trên đường và lắng nghe đài phát thanh, nhưng đã có một điều kỳ diệu. Tây Đức đã trở thành nhà vô địch thế giới. Và Beckenbauer đã gia nhập câu lạc bộ SC Munich 06. Câu lạc bộ này ngay ở đối diện nhà của ông. Tài năng của ông nhanh chóng được phát hiện. Tôi đã chơi cho đội SC Munich 06 từ khi mới lên 8 tuổi. Ta biết khi nào mọi người bắt đầu để mắt đến mình. Với những điều mình được nhận và nhận thêm nữa, khi ta giành chiến thắng, ta có thể biết chúng ta giỏi hơn những người khác. Năm năm sau, đã có một bước ngoặt trong sự nghiệp của chàng trai trẻ Franz Beckenbauer. Khi đó, tôi mới 13 tuổi và câu lạc bộ SC Munich 06 đã quyết định để tôi ra đi và tôi đã sang thi đấu cho đội 1860 Munich. Trận đấu cuối cùng tôi thi đấu cho Munich 06 là trận đối đầu với Munich 1860. Đồng đội của tôi nói rằng, sau trận đấu các bạn có thể đến với 1860, nhưng tôi sẽ đến với Bayern Munich và những người đồng đội khác cùng tôi sang 1860. You can all go to 1860. I'm going to Bayern. My teammates came with me to Bayern. Beckenbauer nhanh chóng thể hiện mình trong màu áo đội trẻ của Munich 1860. Cũng thời điểm đó, ông đã gây ấn tượng mạnh mẽ với huấn luyện viên Chick Johnke. Chick khá ấn tượng với tôi. Ông như một người cha của chúng tôi. Ông để chúng tôi chơi bóng như những đứa trẻ của ông. Sau khi để lại những ấn tượng tại giải Bundesliga, ông đã được gọi vào đội tuyển quốc gia khi mới 20 tuổi. Đó là bước tiến lớn của tôi. Tôi là người mới vào đội. Uwe Seeler cũng là cầu thủ của Marseille. Ông cũng vậy, và ông đã được tín nhiệm. Để chiến thắng, chúng tôi phải chứng tỏ được mình. Chúng tôi phải vượt qua vòng loại. Ông ấy đã cho tôi nhận vinh dự làm đội trưởng trước trận đấu gặp Pháp, và tôi hỏi rằng, chúng ta không còn ai xuất sắc hơn sao? Khi giới báo chí còn băn khoăn về sự thay đổi trong những nhân tố trong đội hình, thì Beckenbauer cùng đồng đội đã chứng tỏ năng lực của mình. Họ đã giành chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển để lọt vào vòng chung kết World Cup 1966 tại Vương quốc Anh. Chúng tôi có một đội hình đồng đều với nhân tố nòng cốt. Điều này là rất quan trọng trong đội hình đội tuyển quốc gia. Trận đấu đầu tiên tại World Cup của Beckenbauer là cuộc đối đầu với Thụy Sĩ tại Sheffield. Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc đó. Thực tế, đó là trận đại thắng của Tây Đức trước Thụy Sĩ. Beckenbauer đã có một đường đi bóng dài, sau đó bật tường với đồng đội, chạy vào khe giữa hai cầu thủ đối phương, rồi dứt điểm thành bàn thắng. Ừ.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh của trận đấu đó. Chúng tôi đã được chơi bóng rất tự do. Thụy Sĩ thảm bại 0-5 trước Tây Đức với hai bàn thắng của Beckenbauer. Sau khi vượt qua vòng bảng ở vị trí đầu tiên, họ gặp Uruguay ở vòng đấu loại trực tiếp. Beckenbauer lại tiếp tục nổ súng khi họ đại thắng Uruguay với tỷ số cách biệt 4-0. Chàng trai trẻ của Tây Đức trở thành hiện tượng của giải. Trong trận bán kết, Tây Đức chạm trán với Liên Xô cũ tại Liverpool. Họ đã vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Helmut Heiler. Sau đó, Beckenbauer đã có bàn thắng tung lưới thủ môn huyền thoại Lev Yashin. Với chiến thắng 2-1, Tây Đức bước vào chơi trận chung kết World Cup và họ sẽ đối đầu với đội chủ nhà. Chúng tôi được chơi trận chung kết World Cup tại quê hương của bóng đá và đối mặt với đội tuyển Anh. Chúng tôi biết rằng trận chung kết sẽ không thể dễ dàng. Trận chung kết diễn ra trên sân vận động Wembley là một trong những điểm nhấn lớn nhất trong sự nghiệp của Beckenbauer. Chỉ 12 phút sau khi bóng lăn, Haller đã đưa Tây Đức dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, Geoff Hurst đã cân bằng tỷ số cho đội tuyển Anh. Sang đến hiệp 2, Martin Peter đã lội ngược dòng bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng sau đó, Tây Đức lại tiếp tục rượt đuổi với bàn thắng của Weber. Tỷ số là 2-2 và hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ với bàn thắng được tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử World Cup. Tỷ số là 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức và kết thúc hiệp phụ thì tôi nói rằng đội tuyển Anh xứng đáng để giành chiến thắng vì họ là đội bóng hay hơn, dù bàn thắng đó là tâm điểm của tranh cãi, nhưng trận đấu vẫn diễn ra nốt những phút còn lại và họ lại có bàn thắng nữa. Thế là trận đấu chấm dứt. Tỷ số là 3-2 và vào những phút cuối cùng, Hurst hoàn tất cú hat-trick của mình đặt dấu chấm hết cho World Cup đầu tiên của Beckenbauer. Tuy nhiên, ông vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ với sự xuất sắc của mình và vô hiệu hóa ngòi nổ của người Anh. Nhiệm vụ của tôi là theo sát ông ấy trong suốt trận đấu. Bobby Charlton là cầu thủ rất sáng tạo. Chúng tôi di chuyển suốt 90 phút của trận đấu. Chúng tôi theo sát nhau trong suốt cả trận. Điều mà chúng tôi chứng kiến trong trận chung kết là hai cầu thủ xuất sắc nhất đeo bám lẫn nhau. Đó là bài thử khó dành cho tôi. Tôi đã phải tập trung 100% sức lực để ngăn cản ông ấy. Chỉ một thoáng lơ là, Bobby Charlton có thể ghi bàn ngay. Ngôi sao trẻ Beckenbauer đã ngày càng tỏa sáng trên sân cỏ. Trong thời gian đó, ông đã có một biệt danh. Những tờ báo ở Munich thường tìm những biệt danh cho các cầu thủ, ông vua hay hoàng tử hay bất kể thứ gì, nhưng chỉ có một De Kaiser, hoàng đế. Ông ấy là người giỏi nhất, không thể có một tên khác dành cho ông. Cái tên hoàng đế Beckenbauer đã được sử dụng vào mùa giải 1968-69. Mùa giải ông đã đoạt được chiếc đĩa bạc Bundesliga và là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Với những cống hiến trên sân cỏ, ông còn khai sinh một vị trí mới trên sân cỏ, libero. Franz Beckenbauer là cầu thủ đầu tiên thi đấu ở vị trí libero theo kiểu mới, ghi bàn từ vị trí hậu vệ và triển khai trận đấu từ hàng phòng ngự. Đó là người có thể đá bao sân. Chuyến đi tiếp theo của Beckenbauer cùng đội tuyển quốc gia là tới Mexico tham dự World Cup 1970. Mọi người đều nói World Cup 74 là hay nhất, nhưng đối với tôi, đó là World Cup Mexico 70. Tây Đức giành chiến thắng tuyệt đối ở vòng bảng với 10 bàn thắng trong 3 trận đấu, chỉ để lọt lưới 2 bàn và đứng đầu bảng. Vậy là Beckenbauer cùng đồng đội bước vào trận tứ kết với món nợ cần phải trả với đội tuyển Anh. Lần này, chúng tôi muốn giành chiến thắng. Mọi người đều nói về việc phải trả món nợ, nhưng chúng tôi chỉ quan tâm đến trận đấu. Và chúng tôi chỉ muốn giành chiến thắng.
Chúng tôi bị dẫn trước hai bàn vì những lỗi ngớ ngẩn. Chúng tôi cần phải thức tỉnh. Hoàng Đế đã bắt đầu với một cú sút thành bàn ở cự ly gần. Sau đó là Uwe Seeler ghi bàn. Cuối cùng là Müller ấn định kết quả của trận đấu ở hiệp phụ, giúp Đức giành chiến thắng 3-2. Đó là điều đáng buồn nhất với tôi trong bóng đá. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thất vọng như vậy trong trận đấu đó, vì chúng tôi đã dẫn trước. Tây Đức đã có sự trả thù ngọt ngào. Trận bán kết diễn ra giữa Tây Đức và Italia là một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử World Cup. Bonny Senna nhanh chóng đưa Italia vươn lên dẫn trước ở đầu trận. Trong một pha đi bóng dài, Beckenbauer bị đốn ngã trong vòng cấm địa. Thật đáng tiếc vì tôi không thể thi đấu tốt với chấn thương vai. Tôi cảm thấy thất vọng sau pha phạm lỗi của đội tuyển Ý và tôi không thể thi đấu với 100% sức lực. Nhưng chúng tôi đã nỗ lực để có bàn gỡ hòa ở phút thứ 90 của trận đấu. Sau đó, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. 30 phút hiệp phụ diễn ra sôi động hơn những gì chúng ta từng chứng kiến trong lịch sử bóng đá thế giới. Hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ. Müller ghi bàn giúp Tây Đức vươn lên dẫn trước. Chỉ vài phút sau, Burnick ghi bàn gỡ hòa. Riva lại đưa Italia vươn lên dẫn trước. Müller đánh đầu cân bằng tỷ số 3 đều. Nhưng chỉ một phút sau, Rivera đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho Italia. Thật đáng tiếc vì chúng tôi không thể vào chơi trận chung kết, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã thi đấu tốt. Sau khi World Cup kết thúc, huấn luyện viên Helmut Strand đã giao băng thủ quân cho Beckenbauer và thành công đã đến với họ khi vào chơi trận chung kết Euro 72 gặp Liên Xô cũ tại Bỉ. Müller ghi hai bàn trong chiến thắng 3-0 và Beckenbauer đã có danh hiệu đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia. Lúc đó, đội hình Tây Đức là rất mạnh. Họ có thể vượt qua Liên Xô cũ với tỷ số đậm hơn rất nhiều. Trở về quê hương với Bayern Munich, tên tuổi của Beckenbauer đã được coi như một tượng đài. Và Bayern Munich đã có thêm hai chiếc đĩa bạc nữa với Der Kaiser. Bayern Munich giành 3 chức vô địch liên tiếp kể từ mùa giải 1971-72 và đưa đội Bayern Munich đi vào lịch sử của bóng đá Đức. Những năm đầu của thập kỷ 70 là thời điểm huy hoàng của Bayern Munich. Khi chúng tôi giành được chiếc cúp quốc gia và cả Bundesliga, chúng tôi đã rất thành công và chúng tôi lại càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm để tiếp tục thi đấu và giành chiến thắng. We had the right experience to go on and to win more. Noch mehr Erfolg zu haben. Beckenbauer có thể làm những đối thủ phải khiếp sợ và ông cũng rất có uy với các đồng đội. Tôi chưa từng thấy ai thẳng thắn chỉ trích đến thế trong suốt cuộc đời mình, dù trên sân cỏ hay trong văn phòng. Có những người đã thử khiêu khích ông một lần, hai lần và sau đó họ phải đi viện. Ông quá nóng tính. France kicked him so hard that he had to go to hospital for his injuries. World Cup 74 được tổ chức tại Tây Đức. Dù phải gặp một chút rắc rối, nhưng Tây Đức vẫn đăng cai giải đấu. Tôi vẫn nhớ, hồi đó đã có khủng bố, và chúng tôi được bảo vệ tối đa với nhiều cách khác nhau. An ninh được thắt chặt, cảnh sát ở khắp mọi nơi. Chúng tôi không quen với điều đó. Chúng tôi cần sự tự do, nhưng điều đó là không thể.
Tuy nhiên, nỗi lo về khủng bố không làm ảnh hưởng quá nhiều đến đội hình của Tây Đức. Cuối cùng thì cũng có một giải pháp được đưa ra sau nửa đêm bàn bạc. 5 giờ sáng, mọi người phải sẵn sàng tập luyện. Mọi người phải ở trong phòng sau khi đã cam kết. Và cả đội thống nhất ở cùng với nhau. Một chút thất vọng cho người hâm mộ nước nhà khi không có thông tin của đội tuyển quốc gia. Họ nhanh chóng vượt qua Chile và Australia ở vòng đấu bảng thứ nhất, trước khi đối đầu với đội tuyển cùng bảng cuối cùng là Đông Đức. Đó là một thảm họa, một cuộc đối đầu nội bộ của người Đức khi chiến tranh vẫn còn đó. Đó là trận đấu đầu tiên Đông Đức gặp Tây Đức và chúng tôi đã thất bại. Tây Đức đã thất thủ 0-1 trước Đông Đức sau bàn thắng của Spasswasser. Lúc đó, tôi là đội trưởng và tôi phải chịu trách nhiệm. Đó là nghĩa vụ của người đứng đầu một nhóm người và bạn sẽ phải nghe chỉ trích. Anh là người chỉ sau mỗi huấn luyện viên. Đây là lần đầu tiên tôi phải đứng mũi chịu sào. Tôi là người phải chịu trách nhiệm. Đội hình đang được xây dựng lại. Cổ động viên rất tức giận. Chúng tôi bị tâm lý nặng nề trước trận gặp Nam Từ cũ. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Strand, cùng sự dẫn dắt của đội trưởng Beckenbauer, Tây Đức đã vượt qua Nam Từ với tỷ số 2-0. Họ ghi tới 4 bàn trong số 6 bàn thắng được ghi trong trận gặp Thụy Điển. Trận đấu cuối cùng ở vòng bảng là cuộc đối đầu với Ba Lan. Đội nào giành chiến thắng sẽ được vào chơi trận chung kết. Gerd Müller ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu đưa Tây Đức vào chơi trận chung kết cùng Hà Lan. Trận chung kết diễn ra trên sân Olympic, sân nhà của Bayern Munich và Beckenbauer. Tây Đức tự tin bước vào trận chung kết với người đội trưởng bản lĩnh. Chúng tôi có nhiều thuận lợi hơn trong trận chung kết này khi không phải chịu quá nhiều sức ép so với Hà Lan. Đội tuyển Hà Lan đã thi đấu ấn tượng từ các trận đấu bắt đầu. Họ thi đấu với chất lượng rất cao từ đầu giải. Còn chúng tôi từ từ tiến đến trận chung kết và gặp họ. Một liều thuốc thử nữa dành cho Beckenbauer đang chờ ông phía trước. Liệu Tây Đức có cách nào ngăn chặn người Hà Lan dưới sự dẫn dắt của Johan Cruyff đang chơi bóng đá tấn công tổng lực? Họ còn chưa được chạm vào bóng một lần, đến tận khi Hà Lan có một quả penalty và Niken đã không bỏ lỡ cơ hội. Thế nhưng, Tây Đức lại cân bằng tỷ số trên chấn phạt đền. Tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới. Chúng tôi muốn là những nhà vô địch thế giới. Tôi không đến với World Cup chỉ để chơi bóng. Tôi muốn giành chiến thắng. Khoảnh khắc đó là khi Bredner đặt bóng, lấy đà và ghi bàn. Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Trước khi hiệp 1 kết thúc, họ đã có lợi thế dẫn bàn. Đó là tình huống có 3 hậu vệ ở phía trước. Tôi đứng phía sau họ, sau đó tung cú sút vào góc xa của cung thành. Chúng tôi rất vui mừng. Beckenbauer cùng đồng đội đã có danh hiệu cao quý nhất, cúp vàng World Cup. Với chiến thắng trước Hà Lan, Tây Đức xứng đáng có ngày ăn mừng đáng nhớ. Chúng tôi cùng vợ đến tham gia ngày hội. Vì vậy, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ với những người thân của đội bóng. Chúng tôi đã xa nhau 6 tuần lễ. 6 tuần đã đi vào lịch sử. Chúng tôi muốn ngắm nhìn vợ mình một lần nữa, vì chúng tôi hiểu rằng người vợ luôn đứng đằng sau chúng tôi. Vợ tôi đã tổ chức một bữa tiệc với sự tham gia của gia đình đồng đội. Dù chúng tôi có muốn hay không, thì chúng tôi cũng phải tham gia. Chúng tôi đã giành chiến thắng ở World Cup, phải có chuyện gì đó xảy ra.
Trong lúc đó thì Bayern Munich là một thế lực đáng gờm tại các giải đấu của UEFA. Họ đã đánh bại Atletico Madrid tới 4-0 trong trận chung kết Champions League 1973-1974. Đó là vào một buổi chiều thứ năm, khi mọi người vẫn phải làm việc, nhưng khán đài vẫn chật kín khán giả. Chúng tôi chợt nhận ra rằng mình cần chiến thắng trong trận đá lại này, và chúng tôi đã giành chiến thắng tới 4-0. Năm tiếp theo, họ tiếp tục vào chơi trận chung kết Champions League, và lần này họ đối mặt với Leeds United. Gerd Müller lại ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho các cầu thủ Bayern Munich. Mùa bóng tiếp theo, họ lại vào trận chung kết và lần này là đối diện với Saint-Étienne. Roth đã có một cú sút phạt đẹp mắt ghi bàn. Đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Beckenbauer lần thứ ba dương cao chiếc cúp vô địch với tư cách là đội trưởng. Tôi cho rằng đó là thời hoàng kim của Bayern Munich vào thập kỷ 70, khi 3 năm liền họ là nhà vô địch châu Âu, năm 74, 75. Và 76. Đó là thế hệ gặt hái nhiều thành công nhất cho đến tận ngày nay. Euro 76 diễn ra tại Nam Tư cũ và Tây Đức lại lọt vào đến trận chung kết. Họ đối đầu với Séc và Slovakia. Séc và Slovakia vươn lên dẫn trước ở phút thứ 8. Sau đó, Müller cân bằng tỷ số cho Tây Đức. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2 đều và hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu may rủi. Hoane đá hỏng ở lượt thứ 4 và Panenka đã thực hiện thành công cú sút cuối cùng cho Séc và Slovakia. Họ là những nhà vô địch. Triều đại của Hoàng đế đã dần kết thúc. Ông từ giã đội tuyển ngay ở năm tiếp theo, và ông cũng từ giã đội tuyển đã từng gắn bó 20 năm, Bayern Munich. Tôi đã nhận thấy Bayern Munich đang có sự thay đổi. Đội bóng đã bắt đầu có chiều hướng đi xuống. Tôi đã nhìn quanh và lựa chọn cuộc sống cho mình. Tôi đã có những rắc rối ở đây, và khi tôi quyết định, mọi chuyện xảy ra cùng lúc. Vì vậy, tôi từ giã Bayern Munich để sang New York. Beckenbauer đã di chuyển sang thi đấu cho New York Cosmos. Ông đã chuyển tới đây khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Ông có thể chơi bóng ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Beckenbauer cùng ngôi sao Brazil đã chuyển đến thi đấu cho New York Cosmos đã làm lượng khán giả tăng vọt. Sự thật là chúng tôi là những cầu thủ thành danh, nhưng thật thú vị khi chúng tôi ra ngoài mà mọi người không biết đến chúng tôi. Chúng tôi đã chơi bóng ở đây 1-2 mùa hè. Những cánh cửa đã mở ra với chúng tôi. Chúng tôi đã tận hưởng cuộc sống nơi đây và có thời gian thoải mái. Đó là một phần tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, và tôi đã thể hiện hết mình trong các trận đấu. Trong màu áo của New York Cosmos, Beckenbauer đã giành được 3 danh hiệu tại giải vô địch quốc gia Mỹ. Cùng với Pele, ông đã góp phần phổ biến bóng đá rộng rãi ở thành phố này. Tôi đã may mắn khi được chơi bóng cùng ông ấy. Ông đã chuyển tới Cosmos, và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đã cùng nhau trở thành nhà vô địch. Chúng tôi đã đối đầu với nhau trong suốt 15 năm. Những năm cuối của sự nghiệp, chúng tôi lại trở thành đồng đội tại Cosmos. Tuy nhiên, sau 4 năm thi đấu tại Cosmos, Beckenbauer muốn trở về quê nhà và kết thúc sự nghiệp của mình. Sự trở lại của ông được chờ đón. Tuy nhiên, lần này, ông đến với đội bóng Hamburg. Thế nhưng, trong 2 năm cuối của sự nghiệp, ông thường xuyên bị chấn thương theo đuổi. Phong độ của ông đã ở phía bên kia của sườn núi. Không ai có thể phủ nhận những gì ông đã thể hiện trên sân cỏ khi chơi bóng trên 2 châu lục, nhưng sự nghiệp cầu thủ của ông đã kết thúc. Yeah,
Ông không thể xa rời bóng đá vì ông không biết sẽ phải làm gì. Hoàng đế không thể xa rời môn thể thao vua và ông là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia năm 1984. Năm 1990, ông lại được nâng cao chức cúp vô địch thế giới một lần nữa sau khi Bremer ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết. Hiện nay, ông là một trong những người quan trọng nhất của bóng đá, là đại sứ bóng đá và không thể phủ nhận những gì ông đã cống hiến cho bóng đá suốt cuộc đời ông. Beckenbauer là cầu thủ hay nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời mình. Chương trình chân dung danh thủ Frank Beckenbauer của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.